Hai đứa cháu của bà nè, thấy chưa? Hai đứa cháu kêu bà một cô á. Đây nè, quên nữa, đây thấy em mặc với ai không? Ơi, tám biết không? Thanh, lâu lắm phải không? Mười mấy hai chục năm mới thấy rồi phải không? Hôm nay nó bị rồi. Hôm nay nó bị chồng nó vú rồi, nay nó biết kêu biết rồi. Hai mà tám, dạ, mẻ mà tám. Nè, nói chuyện với bà Tám đi, lâu quá không gặp, gặp ngày chuyện tình thương mến thương cái coi. Đang lượng cháu hả? Lượng cháu ngoại hả? Cháu nội? Đang ở đâu vậy? Có hết. Ồ, vậy hả? Vợ bệnh mấy giờ? 10 giờ mấy? 9 giờ mấy? À, 10 giờ hả? 9 giờ mấy? 10 giờ rồi. Hôm nay lên phố ở, không ở với quê à? 10 giờ sáng, không có ổng rồi. Ổng ví dụ ma nó hù. À. Ở nó canh điện thoại ổng chứ gì? Ở dưới bỏ hai chó đối vô. Có hai chó đối vô. Đi đâu quá ổng bên kia luôn. Không ai về cho ăn hết. Cho cháu ngoại, cháu ăn mà sao? Cháu nội, cháu nội, cháu ngoại đứa nhỏ bao nhiêu tuổi? Xúc cơm để đó là ăn 3 ngày đó con. Tao hai chó tao cho nó ăn nó còn ăn nhiều hơn tao nữa.